Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Thì cái nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể thêm âm thanh, hay chúng ta còn có thể gọi là lồng tiếng cho một cái video. Ở đây giả sử như mình dùng một cái video mà mình đã quay sẵn. Thế thì ở đây giả sử như cái video này á, lúc mà mình quay á, mình quên bật cái micro. Thì chúng ta quay xong video chúng ta phát hiện ra nãy giờ chúng ta làm là tuy nhiên nó không có âm thanh. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể lồng thêm cái tiếng để bổ sung cho cái video này? Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm Camtasia 2021 để chúng ta làm cái này. Hoàn toàn tương tự các bạn có thể sử dụng trên cái phiên bản Camtasia 9 hoặc là cái phiên bản 2019-2020. Bây giờ thì mình sẽ nhấn nút play thử ha. Mình đang để ở cái phần là 0 phút 11 giây nè. Mình bấm nút play. Các bạn thấy hoàn toàn không có âm thanh. Thế thì bây giờ giả sử như mình sẽ kéo về cái phần mà vừa kết thúc cái phần intro đó. Thì thông thường mình sẽ nói là xin chào các bạn đúng không? Cái video này mình sẽ làm cái gì đó. Thì các bạn sẽ nhìn ở bên tay trái của màn hình. Nó sẽ có một cái phần có cái micro nè. Cái bên sẽ có cái chữ là Voice Narration. Chúng ta bấm vào đây. Thì khi mà chúng ta bấm vào đây á, các bạn thấy nó sẽ cho chúng ta chọn cái micro ha. Ở đây thì mình chỉ có một micro thôi, cho nên nó đã để sẵn như thế này. Và các bạn thấy có tín hiệu như thế này á, tức là nó đang thu được cái âm thanh của mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái phần là tạc voice. Thì chúng ta bấm cái này ha, sau đó chúng ta sẽ nói cái phần âm thanh á mà chúng ta muốn lồng vào. Sau đó các bạn sẽ ghép vào trong cái video này. Mình thử nè. Xin chào các bạn, cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể làm một cái vấn đề ABC gì đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút stop. Lúc này á nó sẽ lưu cái file mà chúng ta vừa ghi âm. Các bạn nhấn nút save chỗ này ha. Mình sẽ lưu luôn trong cái folder mặc định nè. Mình nhấn nút save. Lúc này thì sau khi làm xong thì các bạn thấy lập tức nó sẽ có cái file âm thanh nằm ở trên cái phần track 2. Chúng ta cũng có thể vào cái thẻ media thì các bạn sẽ thấy nó có thêm cái file này. Và chúng ta có thể nhấn nút play thử nè. Xin chào các bạn, cái video này mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể làm một cái vấn đề ABC gì đó. Các bạn thấy ha, tức là chúng ta đã có thể lồng tiếng vào trong đây. Các bạn cũng có thể chỉnh sửa cắt bỏ những cái phần thừa. Chỉ chừa lại những cái gì mà chúng ta nghĩ thôi. Hoặc là khi mà chúng ta thu âm cái này chúng ta thấy không dễ thì các bạn có thể bỏ luôn và chúng ta sẽ kết vào đây chúng ta thu âm tiếp. Các bạn sẽ di chuyển chuột đến những cái vị trí mà các bạn cần và các bạn cứ việc thu âm thôi. Rất là đơn giản thì chúng ta đã có thể lồng tiếng được cho một cái video bằng cách là sử dụng cái phần mềm Camtasia. Và khi thực hiện xong thì các bạn có thể xuất video ra, nó sẽ có luôn cái phần âm thanh này. Các bạn bấm vào cái nút export, các bạn chọn cái phần là local file. Mình sẽ chọn cái nơi lưu, ví dụ như là desktop ha. Ở đây mình chọn chất lượng là HD 1080. Các bạn nhấn next. Mình sẽ lưu ở desktop nè. Các bạn có thể đặt cái tên cho nó, ví dụ như là video lồng tiếng. Sau đó các bạn bấm vào nút save. Sau đó các bạn bấm vào cái nút Finish cho này. Thì nó sẽ render cái video chúng ta kèm theo cái phần âm thanh mà chúng ta vừa thực hiện. Rất là đơn giản, chúng ta đã có thể bổ sung cái âm thanh cho những cái video mà chúng ta thu âm á, nó bị lỗi hoặc là nó bị âm thanh bị nhiễu và chúng ta loại bỏ nó đi, chúng ta thay thế một cái âm thanh mới. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Các bạn nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người biết để cái video này nó được lan tỏa ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.